Đây là thùng hạt mắc ca Úc của Hasaha được nhập nguyên đai nguyên kiện như thế này các bạn nhé. Đây là thùng net 10 ký các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ khui xem chất lượng của hạt mắc ca của Hasaha như thế nào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ khui cái thùng này ra. Wow, đã chưa các bạn ạ. Thùng hạt mắc ca Úc của Hasaha thùng 10 ký sẽ được hút chân không như thế này các bạn này. Hút chân không sẽ giúp cho hạt được bảo quản thời gian sẽ được lâu hơn các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ đổ nó ra và khui. Đó các bạn nhé, tiếng xì đã không? Bây giờ mình sẽ đổ nó ra. Bây giờ mình sẽ khui hạt mắc ca xem chất lượng bên trong như thế nào các bạn nhé. Này các bạn thấy không? Hạt mắc ốc quả mỏng như này các bạn này. Đó. Nhưng bên trong thì đầy đặn. Mập mạp, mẩy, no tròn căng bóng và không hề bị teo nhăn. Bởi vì hạt mắc ca Úc thì được thu hoạch theo dạng chín già tự dụng đó các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ ăn nó xem như thế nào các bạn nhé. Các bạn thấy không? Nghe nó giòn rụm luôn á, giòn tan luôn. Nghe rất là đã. Ăn thì béo, ngậy và có độ ngọt tự nhiên của hạt mắc ca. Và bây giờ mình sẽ khui thêm hạt nữa nhé. Vỏ mỏng nữa các bạn ạ. Búp này á thì nó rất là mới, ngon, khô ráo, không hề bị mềm yếu ẩm dầu. Bây giờ mình than tiếp nhé. Nghe âm thanh nó đã ha. Bây giờ mình sẽ khui thêm một số hạt nữa cho các bạn xem nhé. Thì sau khi tách xong á thì nó như này các bạn này, rất là mới ngon, tỷ lệ hư hao thì thấp. Hạt mắc ca Úc của Hasaha thì được đóng thành hai dạng, đó là một dạng là túi zip và một dạng là hộp nắp nhôm, tất cả đều trọng lượng 500g như thế này các bạn nhé. Đặc biệt á thì hộp mắc ca nắp nhôm của Hasaha thì sẽ có trọng lượng nét là 500g hạt mắc ca, không bao gồm trọng lượng của vỏ hộp các bạn nhé.